AK shop với thành em video review Exeter 150 lắp đặt đồng hồ hình tròn báo giờ phút, lắp đặt tại vị trí đối diện ổ khóa của xe. Đây, các bạn xem rõ đây là đồng hồ lúc chưa hiển thị giờ phút. Khi các bạn mở chìa khóa xe, lúc này đồng hồ hiển thị với các bạn giờ và phút. Như bạn thấy rõ trên video, lúc này là 18 giờ 28 phút. Và màu sắc hiển thị trên đồng hồ là màu đỏ. Việc lắp đặt vô cùng đơn giản, đối với những anh em ở xa có thể đặt hàng đồng hồ về. Các bạn khoét một lỗ tròn với đường kính phi 32mm. Các bạn đặt đồng hồ vào, các bạn cố định đồng hồ bằng keo. Và sau đó có 3 sợi dây điện, 1 dây mát và 2 dây lửa. 1 dây nối trực tiếp xuống cục dương ắc quy dùng để lưu giờ. 1 dây đối vào dây dương sau khóa. Và đồng hồ này có luôn chức năng lưu giờ cho các bạn. Chỉ khi nào bình ắc quy của bạn hết điện hoặc là các bạn thay ắc quy, các bạn tháo cặp ắc quy cho ra, thì khi đó đồng hồ sẽ không lưu giờ và reset lại ban đầu. Sau khi đồng hồ reset về ban đầu, các bạn hãy thay đổi giá trị như bình thường. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay đổi giá trị giờ và phút trên đồng hồ. Trên đồng hồ sẽ có hai nút, nút bên trái và nút bên phải. Nút bên trái là chữ set, nút bên phải là chữ ADI. Bây giờ muốn thay đổi giá trị nào, các bạn nhấn nút bên trái trước. Khi nhấn vào, các bạn thấy ở vị trí giờ sẽ chớp tắt. Nếu mày muốn thay đổi giá trị, bạn nhấn nút bên phải. Các bạn cứ nhấn hoặc là các bạn đè luôn thì nó sẽ chạy lẹ hơn. Bây giờ là 18 giờ, mình sẽ đổi giá trị 18. Bây giờ muốn đổi giá trị phút, các bạn nhấn vào nút bên trái một cái nữa. Các bạn thấy bên phải là phút chớp tắt, các bạn chỉ việc thay đổi giá trị bằng nút bên phải, các bạn đè luôn thì sẽ thay đổi lẹ. Các bạn nhấn được cái thì sẽ thay đổi từng bước một, bước nhảy là một. Sau khi bạn chỉnh thông số như bạn yêu cầu ưng ý, các bạn chỉ việc buông tay ra. Và sau vài giây, đồng hồ sẽ tự động trả về ở trạng thái hiển thị. Đây các bạn thấy rõ. Việc thay đổi giá trị trên giờ và phút vô cùng đơn giản với việc nút trái và nút phải. Và mình sẽ nhắc lại, đồng hồ báo giờ phút này có chức năng lưu giờ cho các bạn nhờ một cục dây điện đấu xuống cục dương của ắc quy, dùng để nuôi đồng hồ nhớ giờ cho các bạn. Và các bạn có thể đi mưa và rửa xe bình thường. Đây, khi bạn tắt chìa khóa thì đồng hồ sẽ tắt không hiển thị. Sau khi các bạn mở chìa khóa xe, đồng hồ sẽ hiển thị trở lại cho các bạn giờ phút. Và thấy rõ khi mở chìa khóa xe là đồng hồ lại hiển thị tiếp. Đây, mình sẽ tắt trong chốc lát để chuyển qua phút 31 để các bạn thấy rõ là đồng hồ nó vẫn nhớ. Đây, thấy rõ. Video được thực hiện bởi AK Shop,